Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Ước mơ tuổi thơ được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Các bạn thân mến, ước mơ sau này của các bạn là gì? Là một phi công bay lượn trên bầu trời thật cao hay là một cô giáo để dạy các bạn nhỏ nhỉ? Còn đối với mình, MC Tuệ Anh, mình muốn được trở thành một người diễn viên nổi tiếng đấy. Diễn viên nổi tiếng có thể giúp mình diễn tả được những cung bậc cảm xúc và cuộc sống xung quanh thông qua vai diễn, đồng thời cũng có thể giúp mọi người có thể thư giãn và xem phim hay nữa đấy. Muốn trở thành được diễn viên chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải học cách nói hay, diễn cảm, học các lớp diễn xuất, luyện tập diễn xuất hàng ngày, xem phim thật nhiều để học hỏi các bạn nhé. Có bạn nào muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp giống Tuệ Anh không? Hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!